Kho rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 2 của bộ truyện Bí mật phủ họ Lý, tác giả Nguyễn Hiền. Xin mời cả nhà mình cùng lắng nghe. Trời vừa mờ sáng, cô vội vàng ra khỏi phòng, chạy ngay xuống nhà bếp. Dì Mai đã có mặt ở đó từ khi nào? Thấy cô gái khuôn mặt tái mét, nét mặt vô cùng sợ hãi, thì dì Mai đã hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng là thân phận kẻ hầu người hạ, nên dì không dám nói sự thật cho cô biết. Cố gắng đánh trống lảng sang chuyện khác, cô nói: "Còn sớm mà, sao con không ngủ thêm một chút nữa?" Mùi chần chừ muốn kể cho dì Mai nghe chuyện đã xảy ra đêm qua, nhưng lại lo lắng vì mình mới đến, không biết được ai thương ai ghét mình ra sao. Nếu nói với dì Mai, dì có nói lại với ai không? Nghĩ vậy nên thôi, cô nói: "Dạ, con lạ chỗ nên ngủ không quen, con xuống đây sớm làm với dì cho vui." Dì Mai biết cô đang nói dối, bởi đêm qua dì thấy phòng cô sáng đèn, nhưng thực tình dì cũng không biết bây giờ phải làm sao, nên cũng đành im lặng không hỏi thêm nữa. Rồi hai dì cháu lại bắt tay vào làm việc, và cũng như một nguyên tắc đã định sẵn là không ai nói với ai câu nào. Bỗng tiếng quát ồn ồn sau lưng làm hai dì cháu giật mình quay lại. "Cô kia, sao cô dám để điện sáng suốt đêm? Tiền điện cô trả nổi không?" Quá hoảng sợ, Mai ấp úng: Dạ thưa dì, con... "Lần đầu tôi tha, nhưng lần thứ hai là phải phạt nặng, bị đánh, cô biết chưa?" Dạ, con hiểu rồi ạ. Nói xong, bà bá quay lưng định bước đi, thì dội giật mình khi nhìn thấy cậu hai Thành Trung đang đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm với ánh mắt hình viên đạn. "Tiền điện của nhà tôi, bà có phải trả không mà có quyền quát người khác? Nếu bà trả lời là có, thì tôi sẽ nói với mẹ trừ lương của bà." Hống hách là thế, nhưng khi nghe cậu chủ nói như vậy, bà bá vội tái mặt, ấp úng: Ý tôi không phải thế, tôi chỉ không muốn lãng phí tiền điện thôi. Nhân tiện đây, tôi cũng nói luôn, ai cho phép bà có cái quyền đánh người khác?" Bà bá ấp úng: Bà chủ... "Ý bà nói là mẹ tôi giao cho bà làm vậy có đúng không? Nếu tôi hỏi mà không đúng, thì bà đừng trách." Bà bá lo cuốn lên: Không phải bà chủ trẻ, là bà Lý trưởng..." Thành Trung tỏ ra tức giận: "Bà thật quá đáng. Bà nội tôi bây giờ đang nằm dưới ba tấc đất, bà nói trời nói đất thì ai làm chứng cho bà?" Thành Trung càng nói, bà bá càng cay cú mù nhiều hơn. Vì nó mà cậu chủ mới sĩ diện trước mặt người đẹp và tỏ ra bênh vực, rồi quay sang đả kích bà: "Được, bà sẽ nhịn mày mấy ngày cậu chủ ở nhà. Khi cậu chủ đi rồi, mày sẽ biết tay bà, xem ai còn có thể bênh vực mày được nữa." Sau khi làm xong công việc, trời cũng đã tối. Dì Mai hối mùi về phòng nghỉ ngơi, nhưng thấy cô cứ ngần ngại như muốn nói một điều gì đó. Đêm nay, cho dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng không dám để đèn sáng như đêm qua. Bây giờ, cô phải làm sao với ám ảnh về chuyện tối qua mà không có gì giải thích được. Cô cứ bán tín bán nghi khi nghĩ rằng chắc mình ngủ mơ nên lăn xuống đất dậy thôi, chứ không có chuyện dớ dẫn như mình nghĩ đâu. Về phòng, nằm tràn trọc mãi mà không ngủ được, Mùi lại nhớ nhà. Không biết giờ này mẹ đã đi ngủ chưa, hay lại khóc vì nhớ thương mình. Rồi cô lại nghĩ đến chuyện lúc sáng, ánh mắt nảy lửa như hận thù của bà bá làm cô lo sợ. Cô đang cố muốn lấy lòng bà ta, thế mà cậu chủ lại xuất hiện làm gì chứ? Trong lúc đang suy nghĩ miên man, bỗng vang vẳng đâu đây có tiếng khóc ỉ ôi. Vừa sợ vừa tò mò, cô áp tai cố gắng tìm ra hướng phát ra tiếng khóc đến từ đâu. Cô phát hiện, hình như tiếng khóc phát ra từ phía ngoài cửa sổ. Đó là cái cửa mà cô đã định mở ra, nhưng không được. Một hồi sau, tiếng khóc im bạc. Tiếp đến, cô lại nghe rõ có tiếng bước chân đi nhẹ nhẹ ngoài cửa. Mong men lại gần, cô hé cửa nhìn ra sau khi tiếng chân đã xa dần. Bỗng cô ngửi thấy mùi hương nhang bay vào mũi. Bóng đen đi đến phòng của dì Mai thì mất hút.
vậy là sao chứ? Nếu người đó là dì Mai, thì nửa đêm dì đi đâu và làm gì? Tại sao lại có mùi hương? Cô nhận ra, trong cái phủ này ẩn chứa rất nhiều thứ bí ẩn. Cô nửa lo sợ mơ hồ, nửa muốn tò mò tìm hiểu. Ngày mai, cô sẽ hỏi dì Mai về chuyện này. Bóng đêm hòa với sự mệt mỏi sau một ngày làm việc đã kéo Mùi vào giấc ngủ tràn trọc. Khi gà gáy sáng, Mùi tỉnh dậy, cô dỗ dàng chạy nhanh xuống nhà bếp. Vẫn như mỗi ngày, dì Mai vẫn đang cầm cụi làm việc và căn bếp cũng hoàn toàn yên lặng. Cô nói nhỏ, cô xin lỗi đến trễ. Không ngoảnh người lại, dì Mai nói, làm việc đi con. Thấy dì không đã động gì đến chuyện đêm qua, làm cô vô cùng thắc mắc, có bao giờ cô nhìn nhầm không? Nhưng rõ ràng dáng người đêm qua cầm cây nhang chính là của dì Mai, sao giờ gương mặt dì ấy lại bình thường đến lạ vậy ta? Chẳng lại suy nghĩ thật nhanh, Mùi quyết định không hỏi dì Mai nữa. Đêm nay, cô sẽ thức để tìm ra sự thật. Từ hôm gặp cậu hai đến giờ, cậu chủ vẫn chưa hề đi học lại và thường lân la xuống bếp làm quen với Mùi. Cũng vì vậy mà cô như là cây gai trong mắt của những người khác trong nhà, nhất là bà bá. Suốt ngày bà ta đi ra đi vào, soi mói bắt bẻ cô từng ly từng tí. Nhưng bây giờ, cô biết phải làm sao? Mùi suy nghĩ, nếu cô nói với cậu chủ để bên giật mình thì có nên không ta? Cô đưa chuyện này hỏi ý kiến dì Mai. Dì ơi, con lo sợ chuyện giữa cậu hai và bà bá quá. Từ lúc bị cậu trách á, bà ấy cứ khó chịu với con. Con có nên nói chuyện này với cậu hai không dì? Nghe đến đó, dì Mai hốt hoảng. Thôi thôi đi con à, cậu hai còn ở nhà nên dì bá sẽ không dám làm gì trong lúc này đâu. Nhưng vài ngày sau cậu hai lên thành phố rồi, dì cháu mình là kiếp người làm, không sống nổi với bà ấy đâu. Trước đây con bé Na cũng thế, tội nghiệp nó quá. Chuyện là sao vậy dì? Dì kể cho con nghe được không? Không nghe tiếng dì Mai trả lời, trong ánh sáng lờ mờ lúc trời chạng vạng, cô nhìn thấy dì Mai đang chắp hai tay nói chuyện với một ai đó. Tiếng dì như đang thầm khấn, Mùi nghe câu được câu mất. Xin cô thương tình mà đừng làm hại cô bé ấy. Mùi nghe mà nổi da gà. Cô chưa hiểu dì Mai đang nói chuyện với ai. Tại sao dì ấy lại năn nỉ xin cô ấy đừng hại một ai đó mà cô có nhìn thấy ai đâu? Vậy chắc chắn bóng người thắp nhang đêm qua là dì Mai chứ không ai khác. Sau công việc buổi trưa, lúc hai dì cháu ăn cơm, chần chừ một hồi, Mùi mới hỏi dì Mai. Dì kể cho con nghe chuyện của cô gái tên Na được không dì? Dì Mai lên tiếng gạt đi. Tốt nhất là con không nên biết quá nhiều. Ở cái nhà này, càng biết nhiều càng tự rước họa vào thân con à. Nhưng mà con... Dì Mai hiểu những đêm vừa rồi con Mùi đã trải qua những gì. Dì Mai quay lại nghiêm khắc nói. Nếu biết thì con làm được gì? Hay lại cũng cùng chung số phận với họ? Mùi nghĩ dì Mai nói cũng đúng. Bản thân cô thì làm được gì chứ? Bây giờ cô cần phải lo cho sự an toàn của mình trước đã. Hy vọng một ngày nào đó còn được trở về gặp lại ba mẹ. Nghĩ như vậy nên cô lại thôi. Chợt dì Mai cầm tay cô dặn dò. Đêm ngủ nhớ chốt cửa phòng nghe không? Mùi lại lo lắng sau khi nghe dì Mai dặn dò. Nhưng biên có hỏi thêm thì dì Mai cũng không nói cụ thể là điều gì. Mà lời dặn của dì cũng đúng mà. Việc chốt cửa khi đi ngủ cũng đâu có gì lạ đâu, là một chuyện nên làm mà. Mùi dạ một tiếng rồi tiếp tục công việc của mình. Đêm nay trăng non sáng mờ mờ, Mùi cố gắng căng mắt ra để không ngủ. Nhất định cô phải tìm cho ra sự thật tiếng khóc kia là của ai, là người hay ma. Nếu là người thì tiếng khóc đó chính xác là phát ra từ đâu? Còn nếu là ma thì chắc chắn rằng có oan khuất gì ở đây. Rồi người đó có liên quan gì đến dì Mai? Tại sao dì ấy lại không nói cho cô biết? Đang mãi suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy tiếng xào xạc như tiếng lá rụng hay tiếng bước chân của một con thú hoang nào đi tìm mồi. Nhưng nếu là thú hoang
thì nó phải ở trong rừng chứ. Còn đây là trong khuôn viên của nhà bà Lý thì chuyện đó không hề xảy ra. Rồi cô bắt đầu nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi ai oán cũng tại hướng phía sau cửa sổ. Bên ngoài cánh cửa bị đóng chặt kia là cái gì? Là cây cối hay là ngôi mộ? Liệu có cách gì cô biết được phía sau ấy không? Tiếng khóc rất khẽ, nhất định là của một cô gái. Mùi tò mò, rất muốn mở cửa đi ra ngoài. Nhưng cô lại sợ. Cô không sợ ma, nhưng cô sợ bà bá mà nhìn thấy lại quở trách mình. Hơn nữa, như lời của dì Mai đã nói, nếu như cô biết rõ sự thật thì cô cũng chẳng làm gì được, mà có thể còn ảnh hưởng xấu đến mình nữa. Nghĩ vậy, cô đành ở yên trong phòng. Một lát sau, tiếng khóc im bặt. Ngoài tiếng khóc ấy ra thì đêm nay là một đêm bình yên với Mùi. Liên tục những đêm sau, khi trăng vừa ló rạng là cái điệp khúc kia lại tiếp diễn, và dì Mai vẫn cứ im lặng. Điều bí mật của ngôi nhà này bản thân cô còn chưa tìm hiểu được thì cậu chủ Thành Trung đã lên đường rồi. Từ đó bà bá trở thành hung thần, cứ nhắm vào cô mà hành hạ. Có những chuyện không đâu vào đâu, bà bắt cô làm việc này việc nọ mà nhiều khi không cho dì Mai giúp. Mùi biết bà ta đang cố tình trả thù mình vô cớ, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng và suy nghĩ tìm ra lối thoát. Ở trong cái nhà này, người làm ở thành từng khu khác nhau, người làm giường ở xa tích tắp và tuyệt đối không ai được nói chuyện với ai. Khu người làm bếp hiện giờ chỉ có cô và dì Mai, còn ba cái phòng còn lại lúc nào cũng đóng cửa im ỉm và cũng chẳng biết có ai đang ở nữa. Sau một thời gian ngắn làm việc và quan sát, Mùi dần dần xác định được những người đang ở và làm trong phủ này. Đầu tiên là bà Lý, rồi đến cậu hai Thành Trung, sau đó là dì Mai và dì Bá là những người Mùi có tiếp xúc qua. Sau đó là ông Lý. Những lần Mùi mang cơm lên nhà lớn cho ông bà Lý, Mùi thấy có ông Lý cũng ở đó, nhưng ông không hề nói chuyện hoặc tiếp xúc với Mùi. Mùi cũng không dám nhìn thẳng vào ông, chỉ cảm nhận bằng trực giác của mình là ông Lý này thường hay nhìn cô. Cái nhìn như bàn tay vô hình sờ soạng khắp người cô vậy. Tất nhiên, đó cũng chỉ là trực giác của cô mà thôi. Ngoài ra, Mùi còn nhìn thấy có một cô gái nữa chưa biết tên thường hay nhổ cỏ ngoài giường, nơi có cái ao nước lớn. Cô gái này luôn mang vẻ u uất trầm tư, mặt thường cúi xuống. Nhưng cũng nhiều lúc, cô quay nhanh ra nhìn cô gái này thì nhận ra cô ấy cũng đang chú ý đến mình. Bị phát hiện, cô vội lảng tránh ánh mắt của Mùi. Còn có một người đàn ông nữa hay chở bà Lý đi trên chiếc xe hơi của bà. Người đàn ông này tuy Mùi chưa nhìn thấy rõ được dáng người, mà chỉ mới nhìn được khuôn mặt mờ mờ tối tối qua cửa xe thôi. Nhưng cũng có thể thấy người đàn ông này cũng có quan sát mình. Nếu bình thường khi đưa bà chủ đến nơi, dừng xe lại, ông phải xuống xe mở cửa cho bà mới phải. Nhưng không, Mùi không thấy ông ta làm điều đó, cũng như chưa từng thấy ông ta bước xuống xe bao giờ, mà chỉ luôn ở bên trong xe thôi. Hay cũng có thể nơi đổ xe của phủ này là một nơi khuất tầm nhìn của Mùi, nên Mùi chưa hề bắt gặp ông xuống xe lần nào. Tất cả những người trong phủ họ Lý này, ai cũng đều mang trong mình những bí mật riêng. Bí mật của họ, họ muốn càng ít người biết càng tốt, tránh trường hợp bị phanh phui ra có thể sẽ làm tổn hại đến quyền lợi và những gì họ đang có. Quả là lòng người khó mà dò được. Đêm hôm nay, một phần cả ngày phải làm mệt nhọc quá sức, nên vừa lên giường là cô không còn nghĩ được gì nữa mà ngủ say như chết. Lung đang mơ màng thì cô bỗng có cảm giác có một bàn tay của ai đó đang sờ soạng lên người mình. Cô vội hét toáng lên kêu cứu, nhưng không kịp khi một bàn tay hộ pháp đã bịt chặt miệng cô kèm theo câu đe dọa. Im ngay, khôn hồn thì nằm im cho ông, nếu không thì số phận mày cũng sẽ giống con Na thôi. Mùi cố gắng dùng giấy để thoát thân, nhưng cô không thể nào chống đỡ được sức mạnh của người đàn ông này. Trong lúc hoảng loạn, cô nhanh trí cắn vào ngón tay của bàn tay đang bịt miệng mình. Bị cắn quá đau, bàn tay đó vội buông ra kèm theo câu chửi thề. Chỉ cần có thế,
Mùi như một con sóc dục chạy rất nhanh ra khỏi phòng. Cô cứ thế chân trần mà chạy đi trong bóng tối. Trong lúc hoảng loạn, cô không biết mình phải chạy đi đâu. Chị Biên thật nhanh chạy thoát khỏi chỗ đó. Và rõ ràng, nơi cô rành nhất chính là nhà bếp. Mùi nấp vào một góc như một con mèo, ngồi thu lưu ở đó để chờ trời sáng. Cô chẳng biết ông ta là ai, và tại sao lại có thể vào được phòng của cô. Cô còn nhớ ông ta có nhắc đến một cô gái nào đó tên Na, cũng bị ông ta hãm hại như vậy. Cô gái tên Na đó có phải là người mà dì Mai đã kể cho cô nghe không? Trời ơi, bây giờ cô phải làm sao? Phải làm sao đây, khi xung quanh đầy những cạm bẫy? Sáng sớm, dì Mai xuống bếp làm việc, dắp phải chân Mùi, khiến dì té ngã xuống nền nhà. Thấy Mùi đang nằm ngủ, tay còn đang giữ chặt phần cúc áo trên ngực, mặt câu lại lộ vẻ sợ hãi lo lắng. Dì Mai hốt hoảng. Ôi trời ơi, Mùi, sao con lại nằm đây? Mùi giật mình tỉnh giấc, nhận ra dì Mai, cô òa khóc nức nở. Con đây dì ơi. Mùi, sao không ở trong phòng ngủ mà ở đây? Cô cứ thế ôm chặt lấy dì mà khóc. Cái ông đó, có một người đàn ông nửa đêm vào phòng hại con. Vậy cô có bị sao không? Con cắn vào tay ông ta rồi chạy ra đây. Ôm con bé như người mẹ ôm con của mình, dì Mai chỉ cần nghe cô nói thế là đủ biết chuyện gì đã xảy ra. Môi mím chặt, hai mắt vàng đỏ đầy căm hận, dì chỉ biết nguyền rủa trong kẽ răng. Đồ khốn nạn! Bỗng có tiếng chân người đi xuống, hai chị cháu vội buông nhau ra. Dì Mai chỉ kịp dặn Mùi thật nhanh. Làm việc nhanh lên, tuyệt đối không được nói gì nghe không? Dạ. Tiếng bà bá cất lên ngay phía sau. Có chuyện gì mà to nhỏ với nhau thế hả? Dì Mai trả lời. Dạ không có gì đâu à. Không có gì là thế nào? Rõ ràng tao nghe xì xầm mà. Không lo làm công việc đi, nói chuyện gì đó. Thấy thế, Mùi lên tiếng. Dạ, con đang hỏi dì Mai cách lấy nước vo gạo làm trắng da mặt ấy mà. Dì Mai đang chỉ cho con à. Bà bá nghe thấy nói thế, bỗng nghi ngờ. Mày nói thiệt không? Con nói thiệt mà. Da con xấu từ nhỏ rồi. Nghe người ta nói lấy nước vo gạo rửa mặt sẽ trắng lên. Nên con hỏi dì Mai chỉ dẫn con cách làm ấy mà. Nước vo gạo làm trắng da mặt ư? Khựng lại một chút, bà bá đen mặt lại rồi lên tiếng. Lẻo mép, chỉ được cái nói luyên thuyên. Từ giờ trở đi, hễ vo gạo xong là chừa nước vo gạo lại, cấm không được lấy cái nước đó sử dụng. Muốn thì tự đi mà mua gạo rồi về lấy nước mà dùng. Đồ trong nhà này không được tùy tiện dùng riêng cho mình, kể cả là nước vo gạo, nghe chưa? Nói rồi bà quay người định bỏ đi, nhưng sực nhớ ra mục đích xuống bếp ban đầu của mình. Bà bá quay ngoắt lại nói với Mùi. Nè nè, ngoài bà chủ ra, bất kỳ ai dù là trong nhà này hay ở ngoài, nếu có hỏi thì mày nói mày tên Mùi, 18 tuổi. Mẹ mày với bà Lý là chị em kết nghĩa. Vì thương cho hoàn cảnh cha đang bệnh tật, nên bà Lý nuôi mày phụ mẹ mày cho đỡ bớt một miệng ăn, nghe chưa? Cấm không được nói là người làm trong phủ này. Nói trật biết tay tao. Nói xong, bà bá bỏ đi một nước. Mùi không biết ý của bà bá nói vậy có nghĩa là gì. Còn bà Mai thì hiểu rất rõ vì sao bà bá lại nói thế với Mùi. Nếu chính quyền biết Mùi làm việc cho phủ và chưa đủ 18 tuổi thì sẽ phạt bà chủ vì tội sử dụng lao động chưa đủ tuổi vị thành niên. Xã hội hiện tại không phải như thời trước. Mọi thứ đều có luật pháp quy định rõ. Và nếu làm sai thì cho dù có là người của phủ họ Lý quan cai ngày xưa đi chăng nữa cũng không thể muốn làm gì là làm được. Dì Mai hiểu được sự tò mò của Mùi nên đã giải thích cho Mùi hiểu. Sau khi biết được những việc ấy, Mùi nghĩ nếu chính quyền can thiệp và mình không làm ở đây nữa, có thể bà chủ sẽ đến lấy nhà gán nợ. Lúc đó cả nhà mình biết phải đi đâu ở đâu. Đành phải ngậm ngùi nghe theo những gì mà bà bá đã nói thì mới mong cả nhà được sống yên ổn. Có khổ thế nào thì mỗi mình chịu là được rồi. Không thể để cho những người thương yêu của mình phải chịu khổ thêm được. Đang suy nghĩ, bỗng bất chợt dì Mai chuyển sang chuyện khác. Nè,
Con cũng lanh lắm đó. Chuyện vậy mà cũng nghĩ ra được à? Dì nói chuyện nước do gạo ấy hả dì? Trời ơi, chuyện này ai mà không biết. Nhưng bà ba có thể nghĩ là do con còn nhỏ nên con sẽ không biết cái này. Nghĩ vậy nên con mới giả ngu liền. Vậy con nghĩ bà ba có biết công dụng của nước do gạo làm trắng da không? Trời ơi, dì bá mà không biết mới lạ. Chuyện này xưa như trái đất rồi. Dì Mai chỉ tủm tỉm cười mà không nói thêm cái gì. Trong lòng dì nghĩ khác. Bà bá trước giờ không có bạn bè, không có bất kỳ một mối quan hệ tốt đẹp nào với ai cả. Vậy lấy ai mà chia sẻ cái mẹo này với bà ấy? Nhìn cái mặt bà ấy là cũng hiểu rồi. Bà không biết chăm sóc sắc đẹp cho bản thân đâu. Dù có muốn đi chăng nữa, cũng không biết ai mà hỏi. Rồi bất chợt, dì Mai quay sang nhìn Mùi, thấy nó bị đứt một cái cúc áo. Dì mới sực nhớ ra chuyện nó bị ông Lý đêm qua lẻn vào phòng làm chuyện đồi bại. Dì thương xót cho Mùi quá đỗi. Nghĩ đến Mùi rồi lại nghĩ đến phận mình, dì thở dài. Cuộc đời dì từ ngày vào đây cũng đã mấy chục năm rồi. Nhớ lại cái ngày dì cũng bị chính lão Lý suýt nữa cưỡng hiếp, nhưng may mà dì chạy thoát được. Cũng thật may khi bà Lý tổng nửa đêm mắc tiểu, sau đó chính bà cụ xúi dì lấy lọ nghệ bôi khắp người. Bởi bà cụ biết thằng con trai của mình có cái tính dâm đảng. Ở cái phủ này, hễ đứa người làm nào ngon nghẻ là không thoát khỏi tay lão ta. Hai, chỉ tội cho con bé Na. Chợt nhớ đến chuyện của Mùi, bà ghé tai cô, nói nhỏ. Con lấy lọ nghệ bôi lên người. Khi mang đồ ăn lên, con cố ý để lão ta nhìn thấy. Nếu bị la, thì con nói bị ghẻ nước nên ngứa, nhớ chưa? Ui, vậy xấu xí lắm đó. Cứ nghe lời dì đi, có như vậy thì may ra. Trong thâm tâm, chính cô cũng biết người đàn ông đêm qua lẻn vào phòng cô là ai. Mặc dù cô nhớ rất rõ, trước khi đi ngủ cô đã khóa cửa cẩn thận rồi. Nhưng không hiểu sao người đàn ông ấy lại có thể mò vào được. Cô cảm thấy rất đỗi lo sợ, nên nghe theo lời dì Mai mách bảo. Cô nhớ đêm qua, mặc dù trời tối, nhưng cô đã cắn vào tay ông ta. Nếu tay ai có dấu hoặc bị đau, thì đích thị là người đó chứ chẳng ai. Hai dì cháu thực hiện đúng kế hoạch. Mùi mặt mày lấm lem, bê đồ ăn lên bày vào phòng ăn. Vừa nhìn thấy cô, bà Lý hốt hoảng. Mặt mũi mày làm sao mà dơ thế hả? Mùi giả vờ ngây thơ, đưa tay lên quạt ngang mặt, làm lọ nghệ ở tay cô lại tiếp tục được bôi lên đầy mặt. Cô còn cố ý gãi cổ, gãi tai. Con không biết sao mà con lại bị ghẻ nước, ngứa khó chịu lắm. Nghe cô nói bị ghẻ, ông Lý theo phản xạ, tự đưa tay lên gãi và vết thương đã được băng bó ở ngón tay út đã lọt vào mắt của cô. Mùi chỉ vào tay của ông ta, hỏi kháy. Tay ông chủ bị đau à? Ông chủ cẩn thận á, không có lây ghẻ ngứa đó à? Bà Lý nghe thấy thế, quát lên. Con ranh, nhiều chuyện. Ai cho phép mày nói chuyện với ông chủ hả? Dạ, con xin lỗi. Nói rồi, cô vội lui ra. Nhưng tiếng bà Lý gọi giật lại. Khoan đã, gọi bà Mai vào đây. Không hiểu bà chủ gọi có chuyện gì, dì Mai lo sợ khép nép đi lên. Chỉ tay vào những đồ ăn bày trên bàn, bà Lý nói như quát. Dẹp hết đồ ăn này cho tôi. Tại sao con Mùi bị ghẻ nước mà bà vẫn cho nó làm bếp là sao? Ngày mai cho nó ra nhổ cỏ, khi nào khỏi rồi tính sau. Bà bá đâu? Tiếng bà bá ngay ngoài cửa. Bà chủ cho gọi tôi. Tiếng bà Lý sang sảng. Bà gọi con Hà làm giường vào phủ với bà Mai làm bếp, con Mùi chuyển ra nhổ cỏ. Lúc này thì con Mùi mới biết cô gái làm ngoài giường tên là Hà. Bà bá vội hỏi lại bà Lý. Sao vậy bà chủ? Có chuyện gì à? Bà Lý tỏ vẻ tức giận, chỉ tay vào mặt bà bá. Ở đây, tôi là chủ hay bà là chủ? Việc gì tôi cũng phải giải thích với bà hay sao? Riết rồi tôi thấy bà như muốn leo lên làm chủ cái nhà này thay tôi rồi đó. Bà bá nghe vậy tức giận dữ lắm, nhưng phải cố gắng kìm nén. Tôi không dám. Xin bà chủ bỏ qua. Ra ngoài hết đi. Khi mọi người đã lui ra ngoài, bà Lý quay sang ông chồng đang ngồi đần mặt ra, chẳng hiểu chuyện gì. Đi thôi, còn ngồi đó chi? Ông Lý luống cuống vì bất ngờ. Đi đâu?
tôi đang đói mà. Thế ông có đi ăn không thì bảo. Nghe nói đi ăn, mắt ông ta sáng lên, vội đứng dậy chạy theo vợ ra xe. Bà Lý mỉm cười, bởi bà biết tại sao tay ông bị đau, và cũng tại làm sao mà mặt mũi của con Mùi lại lấm lem như vậy. Chuyện thằng chồng của bà hám gái lạ, bà còn lạ gì, chắc lại mò xuống phòng nó rồi bị nó cắn cho chứ gì. Thật đáng đời, nếu đứa con gái nào cũng như con Mùi thì bà đỡ phải đi giải quyết hậu quả. Bà chấp nhận cho ông chơi gái, nhưng tuyệt đối không được để lại hậu quả. Còn nếu đứa nào chót mang bầu thì bắt buộc bà phải xử lý. Bởi theo bà thì tất cả tài sản của cái gia đình này chỉ có hai thằng con trai của bà được hưởng mà thôi. Lên kế hoạch cho Mùi bôi lọ nghệ lên người chỉ để đối phó với ông Lý. Khi thấy cô dơ giấy thì ông ta sẽ không làm hại cô nữa. Thôi thì cách này cũng chỉ là tạm thời thôi, rồi sẽ nghĩ cách sau. Nhưng không ngờ bà Lý lại phản ứng gay gắt đến vậy. Bị đuổi xuống nhổ cỏ làm giường và không được làm bếp với dì Mai, Mùi cảm thấy buồn và lo sợ lắm. Dù sao có dì Mai bên cạnh sẽ giúp đỡ cô rất nhiều. Chợt nhìn thau nước vo gạo không thấy đâu, hai người nhìn nhau rồi đồng thanh nói: "Bà Bá." Trong lúc hai dì cháu không có ở dưới bếp, bà Bá liền mò xuống tìm nước vo gạo. Thấy thau nước vo gạo trắng tinh đang để trên kệ, bà ta vội bê ngay về phòng. Sau khi rửa mặt xong, đang hí hửng tự tin thì gặp ngay tình huống bị bà Lý gọi và la rầy trước mặt những đứa người làm. Bà Bá rất tức giận và cay cú những câu nói của bà Lý. Nhìn thấy bà Bá với vẻ mặt tức giận hầm hầm, dì Mai có vẻ không yên tâm. Nhưng Mùi thì ngược lại. Lúc này trong đầu óc non nớt của cô gái đã nghĩ đến sự trả thù. Ở đây tất cả đều là người xấu, ngoại trừ dì Mai, người mà cô coi như mẹ của mình. Mùi nghĩ chẳng lẽ cô cứ mãi sống trong tâm trạng lo sợ bị hãm hại như thế này mãi sao? Rồi chợt cô nghĩ mình phải làm một điều gì đó thôi. Việc đầu tiên là phải kiếm một người có đủ khả năng che chở cho mình. Rồi Mùi nhận thấy bà Bá đang hầm hầm tức giận bà Lý. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Mùi lên tiếng với bà Bá: "Dì Bá ơi." Bà Bá không nhìn Mùi, đáp trả trong bực tức: "Chuyện gì?" Mùi nhẹ giọng lại: Con thương dì lắm." Bà Bá ngạc nhiên: "Mày vừa nói gì?" "Con thấy bà Lý là oan dì mà con thương quá. Rõ ràng dì giỏi hơn, đẹp hơn, trẻ hơn, nhưng chỉ vì không được làm bà chủ nên phải chịu oan ức. Con là con đã thấy thương cho dì từ cái dạo cậu hai la dì á, mà con đâu có dám nói đâu. Bà chủ với cậu hai thiệt là kỳ à. Nếu dì Bá mà làm chủ cái nhà này á thì hay biết mấy." Nghe Mùi nói làm dì Mai sửng sốt, dì vội chạy lại bịt miệng cô bé rồi quay sang nói với bà Bá: "Xin bà tha cho, nó không biết nên nói bậy." "Bà đang làm gì vậy? Tại sao lại bịt miệng nó? Cứ để nó nói tiếp đi." Bà Mai quay sang trừng mắt nhìn Mùi quát: "Con muốn chết phải không hả? Đi làm việc nhanh lên." Dì cứ nghĩ sấm sét chuẩn bị giáng xuống đầu con bé, nhưng không, bà Bá quay mặt đi, vội lau giọt nước mắt chợt rơi ra. Cô gái này nói đúng, nếu như cậu chủ quan tâm đến bà và cho bà một đứa con thì bà cũng có quyền hành ngang với bà Lý rồi. Nhưng bà hận ông Lý rất nhiều, ông ta chỉ ham tửu sắc mà thôi. Chắc ông ta chơi bà xấu, không đẹp như những cô gái người làm, nên đã nhiều lần bà cố tình không đóng cửa, cũng chỉ để chờ một bước chân hoang lạc tiến vào phòng mình. Tiếng Mùi thỏ thẻ ngay bên tai làm bà chợt nhớ trước mặt bà còn có bà Mai và con Mùi. Con xin lỗi gì? Bà cầm tay Mùi: "Cô đi theo tôi nhận công việc mới, ngày mai không làm ở đây nữa." Quá hoảng hốt, tưởng bà ta bắt đầu trị tội vì con bé nói những điều không đúng, dì Mai cố gắng van xin: "Xin bà nể tình tôi mà tha cho con bé, tôi xin bà đấy." Quay lại phía dì Mai, bà quát lớn: "Bây giờ bà muốn gì đây hả? Tôi nói cô ta đi theo tôi nhận công việc chứ có ăn thịt cô ta đâu, mà bà làm như sắp chết thế hả?" Gương mặt thất thần của dì Mai nhìn theo bóng bà ta lôi con bé đi, rồi lại nhớ đến cái ngày mà bà Bá đến lôi tay con bé Na
cũng nói đi làm gì khác, rồi một lần đi là không trở lại. Sau đó dì nghe tin cô gái ấy bị chết đuối ở bờ ao trong khi đang làm cỏ. Trước khi bị chuyển sang làm gì khác, Na có tâm sự với dì là đã bị ông chủ cưỡng hiếp nhiều lần và dẫn đến có bầu. Vậy số phận của con bé Mùi có bị như vậy không? Con bé này kiên cường hơn, thông minh hơn, chống lại được ông ta để thoát thân, nên dì mới nghĩ ra cách bảo vệ. Nhưng sau này thì... dì Mai không thể biết được số phận của Mùi sẽ như thế nào. Bà Bá dẫn Mùi ra ngoài để nhổ cỏ. Lông đi qua cây ao, cô bỗng thấy rùng mình ớn lạnh. Nếu lỡ mình rơi xuống đây thì sao vậy? Cây ao này có sâu không? Nhưng rồi Mùi lại nghĩ, nếu ai rơi xuống thì có thể bị chết đuối, chứ còn với cô thì không hề. Cô bơi rất giỏi, thậm chí cô còn rất thích bơi. Chỉ muốn ngay lúc này nhảy xuống bơi một vòng đo thử xem sức của mình có bơi nổi hết cái ao này không. Thấy cô gái không có vẻ gì là buồn, thậm chí còn nhoẻn miệng cười làm bà Bá ngạc nhiên. Mày cười cái gì? Con thấy vui vì hàng ngày không phải quanh quẩn đi lại ở nhà bếp nữa. Thế rồi chợt nhớ đến thau nước do gạo mà bà ta lấy lúc trưa. Cô làm bộ la lên. Ô, sao da dì Bá nay trắng đẹp dữ vậy ta? Tức thì lời khen có hiệu quả. Bà ta vuốt má. Mày vừa nói gì? Đừng có lanh chanh nha mày. Con nói thật á, nay da của dì Bá đẹp lắm. Hàng ngày nếu dì cho phép, con sẽ xuống nhà bếp lấy nước giò gạo rồi rửa mặt xoa bóp cho dì. Đảm bảo chỉ một tháng thôi là dì sẽ trẻ lại 10 tuổi cho coi. Mày cũng khéo nịnh lắm. Được rồi, tao đồng ý. Con thương dì thiệt mà. Vậy là từ đó, ngày nào Mùi cũng đi xuống khu nhà bếp xin đồ ăn và lấy nước giò gạo rửa mặt cho bà ta. Lạy trời, không hiểu nước giò gạo có tác dụng hay sao mà da bà ta càng ngày càng trắng sáng, làm cho bà ta thích lắm. Mấy ngày nay, hôm nào cô cũng thấy ánh mắt dê sồn của ông Lý đang dõi theo, làm cô vô cùng lo sợ. Chợt tay cô đang nhổ cỏ, vô tình quơ phải cây lá ngứa mắt mèo. Một ý nghĩ trả thù xuất hiện trong đầu, làm cô mỉm cười. Không hiểu sao những ngày gần đây, Mùi cứ có linh tính sắp có tai họa xảy đến với mình. Bởi thay cô đã khỏi bệnh ghẻ nước và trở nên xinh đẹp, thì ông Lý lại thèm nhỏ dãi và quyết chiếm đoạt cho bằng được. Nhưng với ai, chứ với cô thì không bao giờ, phải nghĩ cách để bảo vệ lấy chính mình thôi. Bất chợt cô nghĩ đến dì Bá. Cô nhớ lại có một lần khi đang xoa bóp cho dì Bá, Mùi hỏi dì Bá. Dì Bá ở đây lâu vậy, sao con không thấy dì có chồng có con gì hết? Dì Bá bực mình. Nè nè, lo thân lo phận đi, hỏi làm gì, lắm chuyện. Con ước gì dì Bá là mẹ của con thương dì thiệt. Bữa hổm con nói ước gì dì Bá làm chủ của cái phủ này ấy. Con thấy dì khóc, cho nên con hiểu liền. Dì sống ở đây lúc nào cũng thui thủi có một mình. Đã vậy con thấy mấy người trong nhà này không có ai để dì chia sẻ tâm sự được. Như con nè, con cũng muốn có người để tâm sự những niềm vui nỗi buồn của mình. Vậy mà chẳng có ai để con nói được. Trước lúc còn ở nhà, con hay tâm sự với mẹ con. Ngược lại, mẹ con cũng hay tâm sự với con. Mẹ con nói là người phụ nữ hạnh phúc nhất là được có con. Nghĩ lại mà con thương dì quá. Con muốn làm con gì? Muốn được nghe dì tâm sự những điều dì không muốn nói với ai. Nghe xong, bà Bá nặng lòng. Bà tự thấy đã lâu lắm rồi, bà không có một ai làm bạn để bà chia sẻ. Ngay cả chuyện vì sao bà trụ lại trong ngôi nhà này và mong ước có một đứa con để vui vẻ tuổi già sau này, bà cũng không nói được với ai. Cả chuyện của ông Lý, bà cũng không thể nói được. Cứ vậy ngày này qua tháng nọ, bà thấy mình càng trở nên cọc cằn, thô lỗ, xấu xí. Từ ngày có con bé này, tuy không nói ra, nhưng bà thấy lòng mình bớt cô quạnh, bớt buồn hơn. Nghĩ một lúc, bà hỏi. Con có thương dì thiệt không?
hay con chỉ đang lấy lòng dì thôi? Mùi thấy bà ba có vẻ xui xui theo ý mình, mùi đánh một quả chót. Nếu con mà có ý định lấy lòng người khác, con sẽ không chọn dì. Đây là con thương dì thiệt mà. Dì năm nay cũng gần 50 rồi, sắp xỉ tuổi của mẹ con. Nhìn dì la rầy mà con cũng thấy như mẹ con đang la rầy con ấy. Bà bá cười cười. Đã là phụ nữ, thì ai mà chẳng muốn có con để sau này về già còn có đứa con mà hủ hỉ. Dì muốn có con lắm, đặc biệt hơn nữa là phải có con với người mà dì ưng, thì còn gì bằng. Mùi tò mò. Người đó là ai vậy dì? Rồi bà bá tự nhiên kể hết cho Mùi nghe chuyện muốn có con với ông Lý. Những tâm sự của bà như dòng thác được dịp tuôn trào sau bao nhiêu lâu bị dồn nén. Mùi biết được việc này nên trong lúc đang nghĩ cách làm sao để tự bảo vệ mình và đối phó với ông Lý thì Mùi bỗng lóe lên một kế hoạch. Biết bà ta mê làm đẹp nên hai ngày nay ngoài việc rửa mặt bằng nước gió gạo, cô nói với bà ta phải hàng ngày xoa bóp nâng cơ mặt mà tuyệt đối không được nghỉ ngày nào. Nếu chỉ cần không xoa bóp một ngày thôi là sẽ phản tác dụng ngay. Vậy là từ đó, ban ngày, Mùi xoa bóp cho bà ta tại phòng của bà. Tối lại, Mùi dụ bà ta đến phòng của Mùi để cô xoa bóp nâng cơ mặt. Mùi nói ở phòng của Mùi có một đặc điểm là ánh sáng trăng rọi vào nhiều nên sẽ giúp hiệu quả hơn. Mùi nói dốc vậy mà bà cũng tin sái cổ. Và cũng chính từ ngày cô phục vụ bà ta làm đẹp đến nay mà cuộc sống của cô không bị hành hạ nữa. Sáng nay làm cỏ sau giường, Mùi thấy ông Lý đi ra đi vào hai lần. Cô cúi xuống giả bộ chăm chú làm việc. Khi thấy ông Lý có vẻ chú ý đến mình, cô giả bộ lấy tay cầm áo chỗ phần ngực vẫy vẫy phập phồng, sao cho khoảng hở rộng nơi cổ áo, lúc hở ra, lúc kín lại. Cô cố tình hớ hên như vậy để lộ phần ngực ra. Ông Lý nuốt nước bọt cái ực. Cô tiếp tục ngước lên nhìn trời, rồi nói vu vơ hồn nhiên. Ông trời ơi là ông trời! Ông nóng thế này sao tôi chịu nổi? Nóng gì đâu mà sáng nóng, tối cũng nóng. Kiểu này chắc tối ngủ tôi phải lõa lồ mới ngủ được quá. Mùi thấy ông Lý tự nhiên nhích nhẹ cả thân mình một cái. Biết ngay con thú trong người ông đã thức dậy. Mùi giả bộ cúi xuống làm việc tiếp, không quên nở một nụ cười giấu kín. Nghĩ gì thế cô gái? Bỗng tiếng bà bá ngay bên tai làm cô giật mình. Dạ, con chào dì. Hôm nay dì xinh quá. Cái con này. Dì, hôm nay trời nóng quá, dì cho con nhảy xuống ao tắm một bữa nghe dì. Nghe vậy, hai con mắt của ông Lý trợn tròn lên, còn dì bá chợt trùng mình một cái. Nhưng sau đó, dì nhanh chóng trở lại nét mặt không cảm xúc ngay. Nhiều chuyện, tắm gì mà tắm. Trời nóng, dì cho mày nghỉ sớm đó. Ê, dạ con cảm ơn dì. Mùi hí hửng đi theo dì bá vào trong. Tối hôm đó, Mùi tiếp tục phục vụ làm đẹp cho bà tại phòng của mình như mấy ngày trước. Bàn tay khéo léo của Mùi cứ nhẹ nhẹ xoa bóp khiến bà bá thích lắm. Thấy bà ta ngáp ngắn ngáp dài, Mùi thấy thời cơ đã đến rồi. Nghĩ là làm, cô cứ thế dây dây hai thái dương, xoa dùng mát dùng đầu hết sức nhẹ nhàng khiến bà bá ngủ lúc nào không biết. Khi tiếng thở của bà đã đều đều thì cô tắt đèn và chờ đợi. Không ngoài dự đoán của Mùi, tiếng bước chân ông Lý hết sức nhẹ nhàng đang tiến dần đến cửa phòng. Nhanh như một con sóc, Mùi trườn xuống và chui ngay vào gầm giường mà không quên cầm theo nắm lá ngứa mắt mèo. Lúc này bà bá vẫn đang thở đều ngủ ngon lành trên giường. Về phía ông Lý, đã từng một lần để sổng con mồi, ông Lý nhủ thầm, để xem lần này cô ta sẽ chạy bằng cách nào. Khi đã vào đến phòng, ông cởi ngay quần áo sẵn sàng hành động. Theo tiếng thở của người trên giường, ông ta nhẹ nhẹ lần được dây quần rồi nhanh chóng tụt xuống. Đang nằm trốn dưới gầm giường, Mùi khéo léo ú ớ lên mấy tiếng như khiêu khích, làm cho ông Lý càng thêm hưng phấn, đồng thời khiến cho ông không thể nhận ra người nằm trên giường là một người khác. Vì tiếng của Mùi ông nghe rõ mồn một mà. Lúc này bà bá vẫn còn đang ngủ nên không nhận ra được chuyện gì đã xảy ra. Sau đó Mùi thay quần áo của ông ta dưới sàn thì nhanh tay chà nắm lá đang cầm trên tay vào đáy quần của ông ta. Xong cô nhanh chóng bò ra phía cửa
và lẻn ra ngoài bỏ trốn. Ông Lý sau khi lột được quần của bà Bá, vội vàng trèo lên hành sự. Bị sức nặng bất ngờ đè lên người, bà Bá dùng giãy, nhưng miệng bà đã bị một bàn tay to như hộ pháp bịt chặt. Bà ngạc nhiên khi thấy thân dưới chợt đau, nhưng sau đó là một cảm giác rất lạ mà bà chưa bao giờ được biết. Lúc này bà Bá không la được, nhưng bà đã hiểu rằng ông ta đang làm gì. Bà hé mắt nhìn gương mặt của người đàn ông đang quan hệ với mình. Mặc dù trong phòng rất tối, nhưng qua ánh sáng lờ mờ thì bà cũng biết người đàn ông ấy là ai. Một tay bị giữ chặt, còn một tay bà ôm ghì lấy đầu ông ta mà vứt xuống. Mặc dù có hơi chút ngạc nhiên khi thấy cô gái nằm dưới thân mình có vẻ mập mạp, nhưng vì trong bóng tối và lúc nãy còn nghe được tiếng ú ớ của Mùi, thế nên ông vẫn đinh ninh rằng cô gái nằm dưới thân mình không ai khác là Mùi. Miễn sao ông chiếm đoạt và thỏa mãn dục dục của bản thân là được rồi. Khi thấy cánh tay của cô gái đang ôm ghì lấy đầu mình, làm ông không ngóc đầu lên được, ông vội vàng phóng thích thứ tinh dịch chết người cho xong để còn thoát thân. Sau khi đã thỏa mãn, ông Lý vội tụt xuống giường, mặc quần áo thật nhanh để còn chuồn về phòng, kẻo mụ vợ phát hiện thì nguy. Nhưng chỉ mới chạy được vài bước, ông ta bỗng thấy toàn thân ngứa ran, nhất là vùng hạ bộ. Ôi trời ơi, có thể nói là ngứa kinh khủng. Nhìn thấy bể cá trong sân nhà, không chịu nổi, ông nhảy luôn xuống dưới, rồi cứ thế ngồi ngâm mình dưới đó. Sau khi ông Lý rời đi, bà Bá vẫn còn nằm tận hưởng cái cảm giác đê mê mà bà và ông Lý vừa trải qua. Mấy chục năm rồi, bà từng mơ ước điều này mà không được. Đến bây giờ, ông lại mới tìm đến bà, thì không biết tình yêu này có kết quả hay không. Nhưng dù sao thì bà cũng đã lớn tuổi rồi. Không biết ông có để lại được trong bà một đứa con không? Chợt bà nhìn xung quanh, thấy mình không phải đang ngủ trong căn phòng quen thuộc, mà là đang nằm ở phòng của con Mùi. Vậy cô ấy đi đâu? Liệu giờ rồi ông Lý tìm đến bà và hai người quan hệ, Mùi có biết không? Sáng sớm, bà Bá len lén trở về phòng. Vừa ra khỏi hành lang, bà nhìn thấy con Mùi đang ngồi ngủ gục ngay gần cửa bếp. Bà liền gọi, Mùi! Giật mình mở mắt ra, thấy bà Bá đang đứng trước mặt. Nhưng hôm nay gương mặt bà ta tươi lắm. Cô vội ấp úng, Dì Bá dậy rồi à? Sao mày không ngủ ở trong phòng mà lại ngồi đây? Sau khi xoa bóp cho dì xong á, con thấy dì ngủ ngon quá, nên con đi ra đây để dì được ngủ yên à. À, thì ra là thế. Vậy mày ngồi đây suốt đêm à? Mày có thấy gì lạ không? Biết bà ta định hỏi gì, nhưng cô giả bộ ngây thơ. Thấy gì à? Con ngồi đây ngủ đâu có thấy gì đâu. Mà có chuyện gì vậy dì? Đến lượt bà Bá lúng túng. Không có gì. Thôi, về phòng nghỉ đi. Thôi, trời cũng sáng rồi. Con chuẩn bị đi làm cỏ luôn. Chỉ sợ ngủ nướng rồi á, lại làm trễ, rồi dì Bá lại không vui. Bà ta cười giả lả. Con bé này, mày làm như dì khó tính lắm không bạn á. Dì Bá là nhất, con biết dì thương con, nhưng không phải vì thế mà làm cho dì buồn được. Con bé này á, dẻo miệng quá. Thôi về phòng ngủ đi, hôm nay dì đang vui nên cho mày nghỉ một ngày. Mùi hỏi lại. Vậy là con được xuống nhà bếp chơi với dì Mai phải không dì? Nghe thấy cô nói thế, bà ta câu mày lại lẩm nhẩm. Dì Mai, lúc nào cũng chỉ có dì Mai. Mùi vội cuốn lên. Với con thì dì Bá bao giờ cũng là số 1, còn dì Mai là số 2. Thôi, làm ơn về phòng giùm tôi, nhức cả đầu. Cô cười toe toét rồi trở về phòng. Bỗng có tiếng lao xao phía giữa sân, rồi tiếng la hét, tiếng gọi nhau ý ới khi trời chưa sáng tỏ. Bà Bá vội vàng chạy xuống, nhìn thấy ông Lý đang nằm chết do ngạt nước trong bể cá. Bà hết hồn, la khóc bù lu bù loa. Ôi, sao thế này? Sao anh lại nằm đây? Mình mới gặp nhau mà. Cái gì? Mọi người đều mắt chữ A, miệng chữ O, ngạc nhiên, không hiểu bà Bá đang nói gì. Bà ta gọi ông chủ là anh Lý, có vẻ rất tình cảm. Vậy mối quan hệ giữa bà ta và ông chủ là như thế nào? Như chợt nhớ xung quanh đang đông người, bà Bá vội im lặng, nhưng lời nói đã nói ra rồi, thì làm sao có thể thu hồi lại được.
con Hà lẻo mép đã nhanh chân chạy toan hót lấy lòng bà chủ. Nghe tiếng bà Lý đến, bà bá vội nhanh chân định chùn, thì bà Lý đã đứng chặn ngay trước mặt, quát lớn. Bà bá định đi đâu đấy? Bà ta ấp úng. Không, nghe thấy đông người thì tôi chạy xuống xem có chuyện gì. Vậy bà thấy những gì? Vừa rồi tôi nghe nói bà khóc thảm thiết lắm mà. Không, tôi có nói gì đâu. Mặt bà Lý đanh lại. Bà có nói hay không thì bao nhiêu người ở đây cùng nghe, làm sao mà bà chối được? Bà bá im lặng. Bà cay lắm khi nghe những lời cay đắng mỉa mai của bà Lý. Nhìn cái bản mặt với hai con mắt lương ti hí gian xảo là bà muốn đâm chết bà ta cho hả dạ. Nhưng bà phải hết sức bình tĩnh để đối phó. Nhất là lúc này, anh Lý vừa mới chết. Bà vô cùng đau đớn và không hiểu tại sao vừa ăn nằm với bà xong rồi chạy ra về mà anh ấy lại chết ở trong bể cá chứ. Làm sao không cay đắng cho được khi lần đầu tiên bà trở thành đàn bà và cũng là lần cuối cùng không bao giờ bà còn gặp lại anh Lý nữa. Không biết lúc hai người quan hệ với nhau đêm qua thì anh ấy có nhận ra bà không? Trời ơi, anh Lý ơi là anh Lý. Thấy bà bá im lặng không trả lời làm bà Lý càng thêm tức tối. Bà chỉ muốn nhảy vào xé xác bà ta ra. Bà ghét bà bá không phải vì ghen, bởi vì với một người chồng vô dụng như ông Lý thì có gì đáng phải ghen chứ. Nhưng với tất cả những người làm ở đây thì ngoài chồng bà ra chỉ còn có bà ta là người còn lại từ thời ông bà Lý trưởng. Vậy nên bà muốn nhổ sạch cây gai này đi. Nhưng dù sao chồng bà đang nằm kia. Thôi thì lo cho chồng xong rồi mới tính sổ với bà này được. Nghĩ thế, bà Lý bù lu bù loa lao đến phía chồng, tỏ ra vô cùng đau đớn. Trời ơi, anh Lý ơi, sao thế này? Đêm hôm anh đi đâu mà ra nông nỗi này vậy? Mọi người sợ bà ta té xuống hồ nên vội lao đến can ngăn. Mong bà chủ bớt đau buồn, số mạng ông chủ có đến đó thôi. Bà ta quay ngoắt lại nơi người đàn ông vừa nói rồi gằn từng tiếng. Ông vừa nói cái gì? Chồng tôi mới chết, ông vui lắm hay sao mà còn trù ẻo rằng mạng ổng chỉ đến đó thôi. Tôi không có ý đó, tôi xin lỗi. Mọi người đẩy người đàn ông đó ra ngoài. Trong lúc bà chủ đang đau lòng như thế này, tốt nhất đừng ai nói gì nữa, kẻo mang vạ vào thân mà thôi. Chứng kiến tất cả mọi việc, Mù vô cùng hoảng sợ. Cô không hiểu sao sau khi quan hệ với bà bá xong rồi ông chủ đi đứng làm sao mà lại rơi vào bể cá chứ. Có bao giờ vì quá ngứa do lá mát mèo nên ông ta nhảy vào bể cá cho đỡ ngứa không? Hú hồn, nếu đêm qua mà bà bá không ngủ lại ở phòng cô thì chết cô rồi. Chuyện này có nên nói cho dì Mai biết không? Suy nghĩ một hồi rồi cô quyết định không nói. Mà cũng tội nghiệp bà bá quá. Đêm qua bà ấy đã gánh nạn cho cô, để rồi bây giờ còn rắc rối với bà Lý nữa. Bất chợt cô rùng mình. Ngộ nhỡ bà bá biết đây là âm mưu của mình thì sao? Không được, phải nghĩ ra một cách nào đó để còn bảo vệ lấy chính bản thân mình nữa. Mùi nghĩ lại toàn bộ kế hoạch mà mình đã tính kỹ từ trước. Điểm khó khăn nhất nằm ở chỗ vì sao mà Mùi lại ngủ dưới bếp. Mặc dù đã nói cho bà bá nghe là để phòng lại cho bà ngủ và chủ động xuống bếp ngủ rồi, nhưng liệu bà bá có tin không? Lúc đó Mùi chưa hề biết ông Lý đã chết. Vậy giờ nếu ông Lý chết rồi thì không có gì đối chứng được. Cần phải tạo ra một cái cớ để bà bá hiểu là ông Lý đã dụ mình xuống bếp và biết rõ bà bá đang ở trong phòng mình. Và người mà ông ta nhắm đến chính xác là bà bá chứ không phải mình. Một tia sáng lóe lên ngay tức khắc. Mùi đi ra chỗ cây ao nơi khuất người nhất, rồi lấy một cái cây gỗ khô tự đập mạnh vào sâu ót mình một cái, sao cho vừa đủ để có một vết bầm sưng to sau này. Cô cắn răng chịu đau quay trở lại chỗ ông Lý vừa chết, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Về phía dì Mai, ánh mắt khó hiểu của dì như muốn hỏi Mùi rằng đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Dì chỉ nhìn Mùi nhưng không nói gì mà lẳng lặng đi xuống nhà ăn để nấu cơm. Hôm nay Mùi được bà bá cho nghỉ nên cô cũng đi xuống bếp. Nhưng cũng đã lâu mà không thấy dì Mai hỏi hay nói gì. Có phải dì ở đây đang có chị Hà không? Nghe bà bá nói chị Hà hay bị dì ấy phạt, dì thường đi mách lẻo với bà chủ nên bà bá ghét lắm. Vậy thì rõ rồi, chính chị ta là người đã mách với bà chủ việc bà bá khóc than cho ông Lý. Chứ nếu không như vậy
phòng bà chủ ở mãi tít đầu dãy thì làm sao mà biết được. Hơn nữa khi vừa có mặt là bà chủ xỉa xấu vào bà bá ngay. Chính quyền vào cuộc điều tra ngay trong ngày hôm đó. Họ đến sớm lắm vì họ sợ mọi người không biết lại chạy đến chỗ ông Lý chết, khiến cho hiện trường bị hỗn loạn. Nhưng dù họ đến sớm cách mấy thì hiện trường cũng đã tùm lum hết rồi. Họ chỉ sơ bộ phát thảo lại được hiện trường ban đầu qua lời kể của những người có mặt thôi. Thời điểm ấy, việc can thiệp của những máy móc tiên tiến tinh vi vào cuộc điều tra là không có. Vì vậy nên quá trình điều tra còn sơ sài. Họ cho mỗi người lấy công riêng lẻ. Cả người biết chuyện như bà bá và mùi cũng như người không biết chuyện gì xảy ra đều khai mình đã ngủ trong phòng của mình như mọi ngày. Và vì ngủ say nên không hề biết chuyện gì xảy ra. Không ai muốn bản thân bị chuốc lấy họa có liên quan đến giết người cả. Những lời khai ấy cũng không được những người có chức trách công khai với mọi người. Nên việc mùi và bà bá khai gian chỉ mỗi cơ quan chức năng biết thôi, chứ bà Lý và những người khác đều không biết gì. Về mặt khám nghiệm tử thi, chính quyền kết luận ông Lý chết vào khoảng từ 12 giờ đến 1 giờ khuya. Giờ này hầu hết những người trong nhà đều đã ngủ rồi. Điều này được thông báo cho mọi người trong nhà biết, nhưng không ai quan tâm ngoại trừ mùi. Vì lúc ông Lý vào phòng làm chuyện bậy với bà bá chỉ là khoảng 11 giờ thôi. Xong xuôi đâu đó chắc cũng chỉ có 11 giờ 15 hoặc 11 giờ 20 là cùng. Vậy thì trong khoảng thời gian hơn 30 phút ở ngoài bể cá này, ông đã gặp những gì? Không lẽ ngứa quá nên gãi lâu như vậy sao? Một kết quả khác cho thấy ông Lý mắc chứng lợi tiểu và một số bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, vân vân. Thêm một chi tiết nữa họ phát hiện ra khiến cho mọi người ở đó ai cũng sửng sốt. Đó là ông Lý có dấu hiệu xuất tinh và có rất nhiều vết xước ở vùng gần dương vật. Họ còn phát hiện ra chỗ gốc cây gần đó có dấu hiệu của nước tiểu và một ít tinh dịch còn sót lại. Một câu hỏi đặt ra là liệu ông có ân ái với ai trước khi chết không? Điều này không thể xảy ra được, vì nếu có ân ái thì không thể nào lại có tinh dịch ở chỗ cái cây cũng như các vết xước trong lúc ân ái được. Ngay tại chỗ cái cây đó cũng không hề có dấu hiệu có nhiều dấu chân người để chứng minh được có hai người đang ân ái tại đó. Chính quyền tạm thời chốt vụ án như sau. Do ban đêm ông mắc tiểu quá nên đã ra ngoài đi tiểu. Tiểu xong ông đã đứng lại đó để tự sướng. Trong lúc tự sướng, ông bị những cây gần đó cọ vào chỗ gần dùng kính nên mới tạo ra nhiều vết xước như vậy. Khi đi đến cái bể cá thì bị trượt chân té vào bể cá. Do sức yếu vì một số bệnh nền nên mặc dù nước rất nông mà ông lại bị té bất ngờ, tâm lý hoảng loạn dẫn đến đột tử. Họ cho phép người nhà làm các thủ tục ma chay cho ông và ra về. Nếu có manh mối đột phá, họ sẽ quay lại điều tra tiếp. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.